Chào tất cả các bạn, cảm ơn các bạn đã trở lại với Kaden Channel nhé. Chào các bạn. Hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn một cái tin tức mới nhất về cái chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump các bạn. Nếu các bạn thích Kaden Channel và thích xem những video như thế này, mong các bạn nhấn nút like. Và nếu các bạn chưa subscribe thì mong các bạn nhấn nút subscribe. Thì Tổng thống Donald Trump đã có một cái chính sách siết chặt cái việc nhập cư của các nước trên thế giới vào Mỹ các bạn. Thì khi mà cái chính sách này của ông được thực hiện á, thì nó có ảnh hưởng rất là nhiều đến người Việt Nam của chúng ta. Và theo như ước tính á, thì có khoảng 10.000 người Việt của chúng ta có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cái chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump các bạn. Thì trong số 10.000 người này thì những người Việt Nam nào mà đang chờ thủ tục kết hôn ở Mỹ nhưng mà hết hạn visa thì cần phải thận trọng, bởi vì cái cơ quan ICE đó, tức là cơ quan thực thi di trú và hải quan của Mỹ đó các bạn, thì đang nắm rõ địa chỉ của những người này. Và theo như là một luật sư có tên là Tanya Phạm ở California đã nói với cái tờ báo Việt Nam Express như vậy các bạn. Thì luật sư Phạm này đã cảnh báo về cái tác động của chiến dịch truy quét người nhập cư do Tổng thống Donald Trump vừa phát động ở Mỹ. Từ hôm 14 tháng 7, tức là mới cách đây 2 ngày các bạn, thì Tổng thống Donald Trump nó phát động cái chiến dịch truy quét người nhập cư. Và cái cuộc truy quét này thì nó nhắm đến hơn 2.000 người nhập cư không có giấy tờ mà cư ngụ ở 10 thành phố lớn trong nước Mỹ các bạn. Thì những cái thành phố lớn này là gồm có Atlanta này, rồi Baltimore, Chicago, Denver, Houston, Los Angeles, Miami, New York và San Francisco các bạn. Rồi có cả ở tiểu bang New Orleans. New Orleans, nhưng mà cái tiểu bang này đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Barry. Theo như đài CNN nói, đang bị ảnh hưởng bởi cơn bão Barry, cho nên tiểu bang này đã được tạm miễn truy quét, chỉ truy quét trong những cái thành phố mà chúng tôi vừa mới kể thôi các bạn. Thì luật sư Phạm đó là một cái người mà theo dõi sát những cái chính sách với người nhập cư ở Mỹ, cho nên là bà ta cho rằng mục tiêu của cái cơ quan ICE này trong cái đợt ra quân lần này thì không chỉ là những người mà đã có lệnh trục xuất mà còn có thể là những người bị quá hạn thị thực, thăm thân nhân hoặc là học tập tại Mỹ các bạn. Tức là những cái đối tượng mà bị truy quét á, thì gồm có 3 thành phần này. Thứ nhất là những người mà bị có lệnh trục xuất khỏi Mỹ nhưng mà chưa có ra có ra trình diện để mà đi về những cái nước sở tại của mình, và thì sẽ bị truy quét này. Rồi những cái người nào mà đi thăm thân nhân đó, chẳng hạn như là họ cho nhập cảnh vào Mỹ và được ở lại Mỹ trong vòng 6 tháng nhưng mà ở quá cái hạn 6 tháng rồi mà vẫn chưa về thì họ sẽ truy quét những thành phần đó này. Rồi những cái sinh viên mà đi sang bên Mỹ du học á mà hết visa rồi, không còn visa ở lại Mỹ để mà học nữa mà vẫn cứ tiếp tục ở lại Mỹ, nán lại Mỹ á, thì cũng nằm trong cái số những người mà bị truy quét trong cái đợt truy quét lần này các bạn. Cho nên là bà sư phạm này bà cho hay là thực tế thì là một số người gốc Việt ở các tiểu bang đã bị nhà chức trách bắt rồi vì quá hạn visa các bạn. Thì bà đã ước tính là khoảng chừng 10.000 người Việt Nam mình sẽ bị ảnh hưởng khi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt cái việc kiểm soát người nhập cư. Và cái chiến dịch truy quét người nhập cư trái phép này đã được Tổng thống Donald Trump đưa ra từ hôm 21 tháng 6 các bạn ạ. Nhưng mà sau đó thì ông đã hoãn lại bởi vì ông muốn để cho hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa thảo luận và hợp tác với nhau, thảo luận và đưa ra một cái giải pháp duy nhất mà cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đồng ý. Thế nhưng mà sau khi thảo luận thì cả hai đảng này đều không có đưa ra được một cái ý kiến thống nhất. Cho nên là ông Tổng thống Donald Trump này ông đã quyết định ông nối lại cái hoạt động truy quét này khi mà Quốc hội Mỹ không có đạt được cái bước đột phá nào cả để mà ông có thể giảm bớt được cái số người nhập cư vào Mỹ đó các bạn. Thì các thành phố lớn mà nằm trong danh sách truy quét của ICE vào hồi tháng 6 đã khẳng định là những thành phố họ khẳng định họ không có hợp tác với cái cơ quan ICE này trong việc bắt người nhập cư trái phép.
bởi vì họ cho rằng cái việc bắt người như thế này là điều xâm phạm cái quyền của họ đó. Cho nên là một số những cái quan chức cấp thành phố đó, họ đã hướng dẫn những cái người nhập cư này là không không có nên mở cửa khi mà nhân viên ICE đến gõ cửa để mà truy quét các bạn. Thì người Việt Nam mình có thể thực hiện được cái điều đó bởi vì luật pháp cho phép. Thì có một người luật sư nữa ở tiểu bang Texas là David Nguyễn đó, thì ông ấy cho biết là cái đối tượng mà IC nhắm đến là những người mà không có giấy tờ và đã nhận được lệnh trục xuất của tòa án Mỹ, và họ đang trong cái quá trình bị đưa ra khỏi nước Mỹ và được phép rời đi một cách tự nguyện các bạn. Thì khi có quyền rời đi tự nguyện rồi đó, thì những người nhập cư này sẽ được hướng dẫn đến đại sứ quán hoặc là lãnh sự quán của quốc gia mà họ đến để có giấy xác minh rằng họ sẽ rời khỏi Mỹ. Đó là luật sư Nguyễn nói như vậy các bạn. Và vị luật sư này cũng cho hay là Mỹ không có công bố danh sách những người mà bị truy quét, cho nên là không rõ số lượng người gốc Việt bị ảnh hưởng là bao nhiêu. Và ông ta cũng cho biết là IC sẽ tìm đến những cái cá nhân mà không có giấy tờ theo địa chỉ mới nhất mà cơ quan này nắm được. Và cũng theo như là luật sư Phạm thì tất cả các cái nhóm bảo vệ quyền lợi của người nhập cư ở Mỹ đều khuyến cáo là người dân mà nhất là người Việt Nam của mình nó không sẽ không mở cửa để có thể tự bảo vệ mình khi mà tổ chức ICE này họ đến họ gõ cửa để mà họ bắt bớ đó các bạn, thì mình có quyền không mở cửa để tự bảo vệ mình. Và cái tổ chức phi chính phủ United We Dream kêu gọi người nhập cư là giữ quyền im lặng và không ký vào giấy tờ gì cả, và gọi đến số hotline là 1844 363 1423 để được trợ giúp. Và theo như Cục Điều tra Dân số của Mỹ thì các bạn biết là ước tính có khoảng 1,3 triệu người Việt Nam mình nhập cư sống tại Mỹ các bạn. Trong khi đó dân số mà người Việt Nam mà sống ở Mỹ này là khoảng chừng 2 triệu dân rồi. Thì cũng trong cái thời gian mà xảy ra cái chiến dịch càn quét mà truy quét của Tổng thống Donald Trump ấy, để mà có thể trục xuất những cái người mà nằm trong cái diện bất hợp pháp đó các bạn, thì tính cho đến thời điểm này đã có hai người Việt Nam của mình nhận tội là kết hôn giả để được nhập cư ở Mỹ các bạn. Thì cả hai cái nghi phạm này đều thừa nhận là đã chi hàng chục nghìn đô la cho cái đường dây kết hôn giả do người Việt cầm đầu để mà được quyền định cư ở nước Mỹ. Thì các bạn cũng đã biết là nước Mỹ đã phá được cái đường dây kết hôn giả do người Việt cầm đầu và bắt được 50 nghi phạm trong những cái tin tức vào những cái tuần lễ trước đó các bạn, và đã có hơn 20 người Việt Nam bị bắt trong cái đường dây kết hôn giả ở Mỹ này. Thì xuất hiện trước tòa án liên bang ở thành phố Houston thuộc tiểu bang Texas vào hôm 15 tháng 7 đó các bạn, tức là mới ngày hôm qua đó. Thì một người tù nhân tên là Minh Lê Phạm, 24 tuổi, đã mặc một cái bộ đồ của tù nhân có màu cam các bạn. Thì anh này là một người mà đã tốt nghiệp bằng kỹ sư rồi, thì đã ra tòa và nhận cái tội là có âm mưu tiến hành kết hôn giả. Tuy nhiên thì cái anh Minh Lê Phạm này á có thể được các cái công tố viên xóa cho 7 cáo buộc có liên quan và dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 7 tháng 10 sắp đến. Thì anh Minh Lê Phạm này thừa nhận trong cái cáo trạng rằng là anh đã trả cho Ashley Yến Nguyễn là người đứng đầu đường dây 30.000 đô la trong tổng số là 50.000 đô la tiền phí để bà này có thể giúp kết hôn giả với một cái người đồng phạm có tên là Gonzalez, và hai người này chỉ mới quen nhau vào ngày cưới thôi. Và Gonzalez thể hiện là đã được tại ngoại sau khi mà trả 50.000 đô la Mỹ cái tiền bảo lãnh để được tại ngoại đó các bạn. Và một nghi phạm pha khác người Việt Nam nữa, thì một nghi phạm khác có tên là Hoa Vĩnh Trương, 36 tuổi, thông qua phiên dịch viên cũng đã thừa nhận cái tội danh là âm mưu tiến hành kết hôn giả và cũng có thể được xóa bỏ 7 cáo buộc khác và dự kiến là sẽ bị kết án cùng ngày với lại Minh Lê Phạm này các bạn. Thì theo cáo trạng thì Hoa Vinh Trương này đã trả cho bà trùm Yến Nguyễn là 29.000 đô la trong tổng số là 45.000 đô la tiền phí để kết hôn với đồng phạm tên là Crystal Gates vào năm 2016. Và cũng có mặt tại tòa này thì là Ashley Yến Nguyễn, 53 tuổi, đã thông báo với một thẩm phán rằng mình đã không có đủ tiền để trả cho luật sư do tòa án chỉ định. Cho nên là thẩm phán Stacy đã yêu cầu Yến Nguyễn phải trả là 1.000 USD mỗi tháng cái tiền thuê luật sư. Và các công tố viên liên bang tin rằng Nguyễn đã giấu rất là nhiều tiền
Hiện có tổng cộng là 11 trong số 96 nghi phạm đã thừa nhận các cái tội danh liên quan đến một trong những đường dây kết hôn giả lớn nhất ở Mỹ do Nguyễn cầm đầu, và 10 người khác có thể sẽ nhận tội trong những tuần tới. Thì cái đường dây của Yến Nguyễn này bắt đầu hoạt động từ tháng 8 năm 2013 với cái mức phí chi trả là 50.000 đến 70.000 USD mỗi người để có thể được sắp xếp lấy một người vợ hoặc một người chồng giả tại Mỹ. Thì sau đó thì sau khi kết hôn á thì họ phải trả thêm tiền mặt cho những cái lợi ích đi kèm, giống như là được nhập cư Mỹ hay trở thành thường trú nhân hợp pháp hoàn toàn. Thì những công dân Mỹ tham gia các cái cuộc hôn nhân giả cũng được trả một phần thù lao. Thì sau khi thỏa thuận xong thì nhóm này trình các cái giấy tờ giả mạo lên cơ quan nhập cư, trong đó có tài liệu thuế và việc làm để giúp các khách hàng đạt được cái quyền nhập cảnh và cư trú tại Mỹ. Những kẻ này còn cung cấp cả nhẫn, album ảnh cưới giả để chứng minh rằng họ đã tổ chức lễ cưới. Và các đôi vợ chồng giả này không chung sống với nhau và mới gặp gỡ ngay trước khi có giấy đăng ký kết hôn thôi. Thì cơ quan thực thi hải quan và di trú Mỹ, có viết tắt là ICE đó, cho biết là có gần 100 nghi phạm trong cái vụ án với tổng cộng là 206 tội danh, trong đó có gần 50 người đã bị bắt vào hôm 13 tháng 5 vừa qua, và một nửa số này là công dân Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp, người số còn lại là các công dân Mỹ được thuê đến để kết hôn giả. Và riêng cái tội danh kết hôn giả thì đã có thể khiến các nghi phạm đối mặt với tối đa là 5 năm tù. Các tội danh khác thì có mức án lên tới 10 năm hoặc thậm chí là 20 năm tù. Thì đó là cái tin tức mới nhất về cái chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump, nó có liên quan đến những cái người mà sống bất hợp pháp tại Mỹ. Thì cái đình xin được chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ có thêm được nhiều những cái hiểu biết mới về nước Mỹ này nhé. Tôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Mời các bạn. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới, nút màu đỏ với các bạn. Tạm biệt các bạn.